Xin chào các bạn, hiện tại mình đang đứng ở tầng 2 siêu thị Tranh Amia Hà Nội tại 211 Tông Phan. Trong bài viết mình có viết là mua tranh phong cảnh ở đâu đẹp tại Hà Nội đảm bảo chất lượng và uy tín, thì Amia là một trong số các đơn vị có thể gọi là hàng đầu ở Hà Nội sản xuất dòng tranh phong cảnh với chất lượng công nghệ in lab siêu nét, đảm bảo cho các bạn về độ bền cũng như là độ sắc nét của bức tranh. Đây là một trong số những bức tranh phong cảnh được yêu thích có mã 176. Bây giờ mình sẽ lại gần hơn cho các bạn có thể nhìn rõ hơn nhé. Phong cảnh này là phong cảnh sông núi này, hay còn được gọi là hồ quang sơn sắc theo cái thuật ngữ trong phong thủy. Và bộ tranh này thì được nhiều gia đình yêu thích bởi vì nó vừa tạo được sự cân bằng khi treo trong phòng khách, nhà phố hoặc chung cư, thì nó sẽ tạo được sự cân đối và mang đến những cái vượng khí tốt cho gia đình. Vì thế đây là bức tranh đẹp, chủ đề phong cảnh được nhiều gia đình yêu thích và đặt treo trong nhà của mình. Đó, các bạn có thể đến trực tiếp siêu thị tranh Amia tại 211 Vũ Tông Phan hoặc gọi cho Amia theo số hotline 0916225866 để được mua những cái bức tranh phong cảnh đẹp này tại Amia. Xin chào các bạn.